Hello anh em, mình cũng đã bỏ bê cái kênh này cũng khá lâu rồi ha. Thì hôm nay, đúng rồi, dạo này mình hoạt động ở trên nhóm là chính, và các bài học thì cũng chia sẻ trực tiếp với mọi người ở trên nhóm hoặc qua Zoom thôi. Thế thì trong buổi sáng nay á, hiện tại mình đang thu ở đây là buổi tối. Buổi sáng nay khi mà mình dạy bạn học trò thì bạn ấy bảo rằng là sẽ có ngày sinh nhật tới đây, nên là mình quyết định là sẽ tranh thủ thu phân tích một ván cờ của bạn ấy để coi như là một lời chúc sinh nhật, và hy vọng là anh em sẽ xem xong thì sẽ để lại ít comment chúc mừng sinh nhật bạn ấy với ha. Bạn bên trắng thì bạn ấy tên là Maya. Thật ra thì bạn ấy hiện đang sinh sống ở Mỹ, nhưng mà trước đây cũng ở Hà Nội được một thời gian đấy. Đây là đi sâu vào cái ván cờ này thì cái giai đoạn khai cuộc, cái quan điểm của mình với khai cuộc thì cũng rất rõ ràng. Rất là nhiều bạn trong nhóm chắc là biết mình rồi. Chúng ta sẽ nói về khai cuộc theo nguyên tắc thôi. Phát triển quân nhập thành, trung tâm có vững chắc không, có bị phá vỡ không, kiểu thế. Thì chẳng hạn như ở đây là một cái khai cuộc Pháp, và bạn bên trắng thì bạn Mea thì bạn chỉ dẫn tốt xuống thôi. Người ta bay lên để phá cái trung tâm này, thì ở đây có vẻ như bên trắng hơi sai lầm một xíu. Ui, nó hơi đứng máy. Mình ghét nhất là cái máy của mình. Mỗi khi thu thì máy nó hơi yếu mà. Chắc là có nhiều bạn cũng sẽ biết đó là nước C3, là cái nước phổ biến nhất rồi, đúng không? Nhưng mà ở đây bạn ấy đi nước máy F3. Và chúng ta sẽ có một ván cờ khá thú vị đây. Bên đen bắt đầu ăn vào trung tâm. Đó, để lại con tốt E5 hơi yếu, họ bay lên. Ở đây chúng ta thường thì mình sẽ cố gắng phát triển quân nhập thành đó. Tại sao mà hay nói nghe thì nó giống như tiện tiện lời nói vậy thôi, nhưng mà thật ra nó là một cái thứ tự khá là hợp lý. Mình phát triển quân để nhập thành đó, phát triển quân này nhập thành. Nhưng mà ở đây thì bên trắng bắt đầu toàn là đi quân bên cánh hậu trước không à. Đó, bạn Maya thì hay bị cái vấn đề này. Rồi không sao, chúng ta chủ yếu là cố gắng giữ vững được cái thế trận và có ý tưởng sau khai cuộc là được. Đó, thực ra thì bạn bạn Maya cũng có cái ý tưởng là nhập thành thôi. Mọi người sẽ nhìn trong cái ván này sẽ thấy đó cũng là một cái điểm nhấn mà mình muốn chia sẻ với mọi người ở đây. Có thể cái clip này nó sẽ phù hợp với các bạn mới tập chơi hơn. Đó, có lẽ là như vậy. Nhưng mình nghĩ rằng những bạn mà đã nâng cao hẳn rồi xem thì vẫn cảm thấy được cái sự thú vị của cái ván cờ này. Thì con mã bay lên đây thì nó đang hai con đang bắt tốt E5 mà bên trắng thì chỉ có một con thôi, mà hiện tại con mã này đang còn bắt cả con tượng nữa, nên là bên trắng bắt buộc phải ăn vào C6. Đó, tốt ăn lên. Tự chạy đi. Bạn bên đen thì bắt đầu có một cái vấn đề. Vấn đề này thì được mổ xẻ, được phân tích, được nói tới rất là nhiều trong khai cuộc. Đó là trong khai cuộc thì đi bắt tốt có nên hay không? Đi bắt tốt thì sẽ tốn thời gian, nhưng mà lời được tốt kiểu hết. Nhưng mà ở đây thì bên trắng cũng từ chối không cho ăn, chứ có rất là nhiều cái khai cuộc là bên đen bay lên bắt là bên trắng không thể giữ cơ. Đấy. Nhưng mà ở đây thì họ đánh đơn giản thôi. Chúng ta không đánh gambit. Đấy. Cái hướng đánh nó đơn giản là phát triển quân nhập thành. Thì đến đây là một cái cờ mình nghĩ là thú vị. Tượng mình nghĩ đúng. Tượng tạo đòn ghim và đe dọa dẫn tốt lên để bắt chết mẹ. Tất nhiên sẽ có nhiều bạn nói rằng là ủi cũng chẳng chết đâu. Mình ví dụ nhé, mình ví dụ mình đi một nước đại đại nào đó đi ha,
ví dụ như H3 đi, như vậy. Đó, để mình nói tới cái chuyện là nếu tốt dẫn lên đấy, thì nếu tốt dẫn lên đây thì nhiều bạn bảo cũng chẳng sao đâu, dẫn tốt A3 là bắt lại được thôi. Đó. Nhưng cái hay mà mình thấy được ở cái ván cờ này, mà chỗ này cũng phải nói chính xác luôn, chứ không thì đôi lúc lỡ mà bạn Ma cùng em của mình xem thì lại có sự kiện cáo mất. Đó là chính xác thì ván cờ này là được đấu bởi cả Maya và Tracy luôn, cả hai bạn cùng hợp lực đánh. Đó, cả hai bạn cùng hợp lực, cả hai bạn cùng suy nghĩ với nhau để đưa ra một cái nước cờ. Thì ở đây thì cái nước, cái ý tưởng mà lên tượng ấy, thì là của bạn em gái đưa ra khá là hay. Đó là khi tượng lên và để thành quyết định thành, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ô thế có phải là do bên trắng phát hiện ra rằng là giờ mà dẫn tốt thì chúng ta cứ đi A3 đúng không? Như chúng ta vừa nãy nói rồi, nhưng thực ra không phải. Bạn bên trắng đi một nước đúng nguyên tắc hai cuộc luôn, nhập thành. Đấy, cái hay mà mình thích ở cái ván cờ này đó là bạn bên trắng phát hiện ra được cái đòn chiến thuật để giúp cho bên trắng chỉ là phát triển quân nhanh và nhập thành nhanh hơn thôi, chứ không có gì cả. Đó, nhưng mà nó lại là cái mấu chốt, nó lại là cái lý do mà khiến cho bên đen thất bại. Đó là bên đen phát triển, bên đen nhập thành chậm hơn, và thực ra là không thể nhập thành được. Vậy thì cái chuyện mà ăn vào mã thì sao? Là bởi vì khi con tốt là lại, chúng ta thấy là chúng ta có đòn ghim hay không, rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà đối với những bạn mới tập chơi, mình tin rằng cái đòn này rất dễ bị bỏ qua. Đó. Và đòn này thì cũng chẳng lời được cái gì cả đâu. Như mình đã nói, thực chất ra cái mấu chốt của cái đòn chiến thuật vừa rồi đó là lấy lại quân, và bên trắng đã phát triển quân đầy đủ. Mọi người thấy không? Đã nhập thành rồi, hai tượng ra rồi, xe đâu đó là hết rồi. Đấy, vậy thôi. Và vì phát triển quân trước nhanh hơn nên là bên trắng quyết định tấn công trước thôi. Trong khi đó thì bên này tượng chưa ra, xe chưa ra, nhập thành thì chưa nhập. Thì bên này bắt đầu vòng sức chống trả, thì ở đây bên trắng có một nước khá hay, nó hậu D6 luôn, cắt cái đường nhập thành luôn. Đó. Đoạn này thì đánh như một kiện tướng ha. Đó, họ bay con hậu về tấn công con tượng. Bên này không thèm giữ mà chạy thẳng xe ra để bắt ngược lại con tượng luôn. Đó. Và xe bên này ra thì bắt đầu theo kiểu trồng cột cơ bản nhất mà trong cái quyển sách của chúng ta cũng đã thấy, nhưng mà cái đoạn này còn đơn giản hơn cơ, đúng không? Trong quyển sách thì là những ví dụ phức tạp, chứ còn ở đây thì quá đơn giản rồi, trồng hết cột lên. Thực ra thì ở đây bên trắng cũng có thể chiến thắng bằng cái đòn tượng ăn vào mã, và rồi sau đó dùng tượng đi lên đây giúp sức với con hậu tấn công. Để thực tế thì chồng xe lên là cũng quá hợp lý rồi, và trên thực tế là bên đen tự nguyện nhảy con mã về đây, nhìn thì có vẻ như đang bảo vệ tượng nhưng thực chất ra là không bảo vệ OH4 này nữa, nên bên trắng tận dụng cái sơ hở này của bạn tượng lên. Đó. Bây giờ đang bắt đôi xe, đang lấy giữa hậu vào, và bên đen giống như là muốn đánh chịu thua vậy đó, muốn kết thúc ván cờ này thật sự để cho nó đỡ bị dày vò, và cuối cùng là bên trắng kết thúc ván cờ này một cách đẹp mắt. Thì cái chiến thắng này mình cũng hy vọng là một cái giống như là một cái lời chúc năm, vừa là năm mới vừa là tuổi mới với bạn Maya. Đó, sẽ có thêm nhiều thành công và nhiều ván cờ tuyệt vời này như thế này nữa. Rồi, mình sẽ dừng ở đây. Bye bye mọi người nha.